Shop chuyên cung cấp bẫy cạm kiềng, em xin kính chào toàn thể các bác. Trong video ngày hôm nay em sẽ đưa đến cho các bác những cái size cạm là cái size cạm 16 cm. Bên em đưa đến cho các bác là cạm này. Như trên hình các bác xem là cạm chuẩn loại 1 nhá. Cạm rất là đẹp luôn và có hai size cạm 16 cm để cho các bác lựa chọn. Đây là size cạm là loại 1 vành vuông 16 cm. Và trong video này em sẽ đưa đến cho các bác cách nhận biết này, cạm này 16 này và giá thành để cho các bác tham khảo nhé. Có hai sự lựa chọn, đấy là cạm 16 cm sắt dẹt vành vuông loại 1 và cạm 16 sắt xoắn, cạm đặc biệt, cạm siêu đẹp các bác nhé. Cạm 16 cm này, và hướng dẫn luôn cho các bác, mà các bác nào mà mua cạm 16 cm mà sắt xoắn này thì các bác nên làm gì để có thể lên được cái cạm này, thì các bác không thể đạt được bằng chân. Đấy là cạm 16 này, nó rất là khỏe các bác ạ. Từ cái cạm 16 cm sắt xoắn này thì nó đã rất là khỏe rồi, nên các bác không thể lên được bằng chân các bác nhé. Đầu tiên em đưa đến cho các bác là cạm này 16 cm vanh vuông, cạm loại 1 này, rất là dày dặn các bác nhìn nhé, rất là dày luôn. Cạm chuẩn loại 1, làm từ sắt và thép không pha gang nên rất là bền và hạn chế gãy cho các bác này. Và cách nhận biết cạm 16 thì các bác đo này, từ đơn vị nào bán hàng cũng vậy, cạm nào cũng đo tràn viền. Đây các bác nhìn nhé, đây là cạm 16 cm. Và các size cạm đều đo như thế này các bác nhé. Đấy là cách nhận biết cạm này. Và cạm chuẩn loại 1 thì nói thật với các bác nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán. Nó dày dặn như này luôn nhé. Và rất là đẹp. Cạm 16 cm loại 1 các bác có thể đánh thú từ 10 kg. Và 10 kg đổ về các bác có thể đánh cày cáo mèo chồn từ 10 kg đổ về nhé. Cạm rất là chi là đẹp, cạm loại 1. Đấy, bên em lên sẵn cho các bác xem này. Đấy, cạm đầy đủ. Có bàn như này luôn, bên em làm bàn đen như này để có tính ngụy trang tốt này. Ôi, cạm loại 1 cũng đẹp lắm rồi các bác ạ. Và giá thành của nó đầy đủ bàn dây, đem tặng kèm cho các bác cả bàn cả dây là 25.000 một chiếc các bác nhé. Cạm 16 này vanh vuông này loại 1 thì các bác có thể đạt được bằng chân, lên bằng chân rất là dễ dàng. Các bác nam khỏe thì có thể đạt được bằng chân, em con gái thì đạp lên cũng hơi vất vả vì cũng không có sức. Đấy. Còn đây là cạm 16 sắt xoắn. Đấy, hàng mới về có cái mẫu sắt xoắn 16 cm, từ 16 cm trở lên đến 18 đều có sắt xoắn rồi các bác ạ. Đấy, và nó rất là khỏe nhá, cạm đặc biệt khỏe luôn, cạm sắt xoắn này. Đấy, phi 6 đấy, phi làm công trình các bác ạ, nên là nó rất là bền. Các bác mua cạm này thì khỏi phải nghĩ luôn. Đấy, rất là bền và khỏe, các bác đi bẫy thú nó giữ chân thú rất là chắc. Đấy, cạm 16 sắt xoắn. Cạm này thì các bác phải lên bằng vam thì mới lên được. Còn khách nhà em đặt hàng mới nhìn thấy cạm rất là đẹp và rất là thích, mua về thì đạp bằng chân không lên được. Thế là lại phải bảo gọi lại bên shop là làm cách nào. Thì bên em chỉ bảo là bây giờ các bác muốn mua lên bằng cạm, lên cạm được thì các bác phải mua thêm cái vam. Nói thật là các bác phải lên mua một cái vam thì mới lên được cái cạm này. Vam thì xong thì em sẽ giới thiệu cho các bác. Bây giờ em giới thiệu cạm đã. Cạm thì chất lượng như thế này luôn nhé, các bác nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán này. Đấy, có vanh chống méo này và làm chất liệu là làm từ sắt và thép này nên rất là bền. Đấy, cạm 16 đây em lên sẵn cho các bác xem đây. Đấy, và nó đặc biệt là lên nó không bị lệch, không bị lệch cạm tí nào luôn. Đấy, các bác lên cạm lên bác nào nhận cạm về cũng thấy thích và vẫn ai cũng vẫn bảo là nhìn cái cạm rất là chất lượng, nhìn cạm rất là mê luôn. Nhưng mà đạp bằng chân thì không lên được vì nó khỏe các bác ạ. Đấy, nó lại có cái ưu điểm là nó khỏe, nó chắc chắn thì tất nhiên nó sẽ nó mạnh thì chắc chắn là nó sẽ khó lên rồi đúng không ạ. Đấy, nên là các bác trong video này em sẽ hướng dẫn luôn cho các bác để các bác đỡ phải thắc mắc là làm thế nào. Đấy, cạm thì đúng là như video này, các bác nhận hàng này kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán mới phải trả tiền các bác nhé. Đấy, và bên em ship đi cho các bác từ 10 chiếc trở lên. Đấy, và đầy đủ bàn dây. Các bác muốn bao ship thì các bác mua 30 chiếc trở lên bên em sẽ bao ship cho các bác nhé. Còn nếu mà muốn mua thêm cái vam để lên cạm, đây là chính là cái vam để các bác có thể mở cạm hoặc là khóa cạm lại này, rất là hiệu quả và an toàn. Đấy, lại còn nhanh nữa, thì các bác nên mua cho mình một chiếc vam như này. Từ chiếc van này các bác có thể mở cạm từ cạm 16 sắt dẹt đến cạm 16 sắt xoắn trở lên, cho đến những cái size cạm to, size cạm lớn thì chắc chắn các bác đi đánh thú thì cũng phải dùng nhiều cái size cạm rồi.
Thì mua một cái van để mở cạn như này thì các bác có thể sử dụng mãi mãi nhé, cho tất cả các size cạn. Đấy. Rất là hiệu quả và an toàn, hơn nữa lại nhanh nữa. Đấy. Thì cái van này bên em đang cung cấp cho các bác giá thành là 200.000 một chiếc nhé. Các bác có thể mua một lần sử dụng mãi mãi. Đấy. Giá thành thì em đã báo giá cho các bác rồi, chất liệu thì bên em cũng đưa đến cho các bác từ đầu video đến giờ. Các bác muốn mua cạn thì gọi điện vào số điện thoại em ghi ở góc màn hình. Số điện thoại có cả Zalo, em sẽ gửi hình cho các bác để các bác đặt hàng cho chuẩn xác. Và tiếp tục theo dõi em thì các bác nhớ đăng ký kênh. Em sẽ đưa đến cho các bác những cái sai cạn mà các bác có thể cần đến để đi bẫy thú. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nha.